Thế chị thấy gì không? Một giọt serum của em thôi là chao đảo các chị rồi. Làm sao ạ? Quá ư là đậm đặc. Và cái này là kết hợp 3 thành phần chính giúp cho da mình nó đẹp. Thứ nhất đó là tinh chất vàng 24K. Các chị thấy da của em nè. Các chị thấy là cái hàm lượng serum của nó là màu vàng đúng không ạ? Nó là tinh chất vàng 24K cho mình. Và cái thứ hai đó là cái hàm lượng collagen đặc sệt luôn. Các chị thấy chưa? Em nhỏ một giọt trên này nó kéo dài nhẹ nhẹ xuống dưới này luôn. Là nó đậm đặc chứ không phải lỏng như nước nha. Và thành phần thứ ba đó là gì đã? Là hồng sâm. Hồng sâm có công dụng là gì? Hồng sâm có công dụng là chuyên dành cho những cái da chị nào bị nám, bị sạm, bị tàn nhang và bị đồi mồi nha. Đây, một giọt trên trán. Thấy chưa? Một giọt nhẹ nhẹ thôi. Đó, các chị thấy chưa? Các chị nhìn cái serum của nhà em thôi là các chị đã ưng rồi. Thiệt sự với các chị đây. Một chai serum như thế này các chị xài vô tư thoải mái cho em là 4 tháng. Tại vì sao? Nó quá là đậm đặc. Một ngày các chị xài 3 giọt thôi, một chai như thế này các chị xài vô tư thoải mái là 4 tháng. Đó. Các chị thấy chưa? Em là em like trực tiếp các chị nhận hàng thì cái vỏ hộp của nó là sẽ như thế này nè. Ha, một hộp hồng sâm collagen như thế này. Mình mở nắp ra trong này nó có một cái chai serum như thế này cho các chị yêu nhé. Đó, serum huyết hồng sâm. Đây. À, những cái chị nào mà mình soi gương mà mình thấy da mặt mình bị nám, da mình bị tàn nhang, da mình bị đồi mồi, nói chung là da mình có những cái đốm nâu nó làm da mặt mình không không có được đều màu, chỗ trắng chỗ đen, cảm thấy không hài lòng, thì em xin phép các chị bỏ ra 30 giây các chị xem cái livestream của em. Tại vì sao sản phẩm này nó lại làm điên đảo thị trường như thế này? Thứ nhất đó là gì? Lượng hồng sâm nó sẽ đào thải tất cả những cái độc tố như là nám này, sạm, tàn nhang, đồi mồi ra khỏi bề mặt da của mình, là công dụng đầu tiên là đào thải nha. Em thoa serum cả nó chảy xuống đã. Đây các chị thấy chưa? Nó đậm đặc. Đố các chị ở thị trường Việt Nam của mình nha, ngay tại thời điểm ngay bây giờ luôn, nếu như các chị nào mà tìm ra được một cái lượng collagen hồng sâm như thế này của em, đậm đặc nè. Đó, đậm đặc này, xịt luôn. Đặc quéo quèo quèo luôn. Đó. Một giọt serum là bằng 3 lít nước, mà 3 giọt serum là bằng 9 lít nước luôn. Các chị thoa thẩm thấu vào da mặt của mình, nó sẽ giúp cho da mình nó căng bóng và nó trắng hồng. Em sẽ nói cái công dụng này cho chị yêu nghe nè. Cái công dụng đầu tiên các chị biết sao không? Đó là dành cho da bị nám, bị sạm, bị tàn nhang. Nói chung là da không được đều màu, da bị tối màu đó. Đó là công dụng đầu tiên. Công dụng thứ hai các chị phải lưu ý nè. Cho dù các chị xài kem hàng hiệu, hàng cao cấp, hàng tiền triệu đi chăng nữa mà nó không có cái thành phần là gì? Ức chế thì vứt luôn. Các chị phải ức chế những cái sắc tố nằm dưới da của mình đã. Bây giờ các chị xài kem nó hết nám đó, nhưng mà cái gốc của các chị liệu đã hết chưa? Liệu đã phân tán hết chưa? Đã hết cái gốc, hết cái rễ chưa? Đúng không ạ? À? Đó, người ta nói là diệt cỏ phải diệt tận gốc, thì cái sản phẩm này là đây chuyên diệt tận gốc luôn. Là một mặt cái công dụng đầu tiên là nó đào thải tất cả những cái độc tố trên bề mặt da của mình ra bên ngoài. Cái công dụng thứ hai là nó tiềm ẩn ở sâu trong cái tế bào da của mình, là nó sẽ phân tán, phân hủy và ức chế sắc tố dưới da của mình, không thể nào có cơ hội sinh sôi phát triển trên cái da của mình được. Là cái công dụng thứ hai. Và cái công dụng thứ ba là gì? Đó là tái tạo da, làm căng bóng da và trẻ hóa da cho mình. Trẻ hóa là như thế nào? Có nghĩa là nó xóa những nếp nhăn ở đuôi mắt khi các chị cười này, hoặc là nó khóe cười. Mình cười một cái là sẽ để lại một đường như thế này. Nhưng mà các chị nghĩ đi, năm nay em 30 tuổi rồi và bước sang tuổi 31 tuổi rồi, nhưng mà em đưa sát màn hình cho các chị xem là liệu làn da em, các chị có tìm ra được những cái gọi là khuyết điểm không? Có nám không? Không. Có tàn nhang không? Không nè. Mà dòng sản phẩm của Kim Hoàng thì Kim Hoàng bán là 3 năm trên thị trường Việt Nam của mình rồi, cho nên Hoàng cam kết và nói chung là bảo đảm với mọi người, nếu như chị nào mà sử dụng cái hồng sâm collagen, cái tinh chất huyết hồng sâm của nhà em này mà không hiệu quả thì em sẽ hoàn tiền 100%. Và đặc biệt hơn, để cho rút ngắn cái thời gian và nó thẩm thấu chuyên sâu vào da của mình, thì em sẽ tặng cho các chị yêu một cái máy phun sương như thế này. Thì cái máy phun sương này trong này nó chứa nước lọc thôi, các chị mua về các chị bỏ nước lọc vào các chị xài thôi, và mình sẽ phun sương vào da mặt của mình.
Một ngày các chị thoa phun cho em 1 tới 2 lần như thế này để nó chỉ cấp ẩm nè, cấp nước nè, cho da của mình nó căng mọng. Có nhiều chị da nếp nhăn nhiều quá, có nhiều chị da khô quá, da thiếu chất quá đó, da bị đổ nhờn nhiều quá, thì các chị sử dụng cái máy phun sương này cho em, thì em sẽ tặng cho các chị. Và đặc biệt hơn, sau khi các chị sử dụng cái phun sương này khoảng tầm 3 tới 4 lần máy nó hoạt động ok rồi, thì các chị nè, em chỉ cho các chị mình mở cái nắp serum này ra, à, mở nắp phun sương này ra, các chị nhỏ cho em một giọt serum vào đây, một giọt thôi nha các chị, một giọt thôi nha. Xong các chị lắc đều, nhớ là các chị sử dụng máy vài lần lắc đều cho serum nó tan ra, serum nó tan ra thì nó mới phun sương cho mình được. Sau đó là để trong to giỏ sách của mình nè, phun lên, có nghĩa là trong này nó vừa có nước nè, vừa cung cấp độ ẩm cho da của mình, và nó có một tí tì ti serum ở trong này đó. Các chị cho da mình ăn no dưỡng chất đó, một ngày là cứ phun cho em 3 4 lần như thế này thôi, vừa mát da mặt vừa thư giãn nè, và thứ hai nữa là sao, vừa căng bóng da cho mình luôn đó, rất là thích đúng không ạ? Thì cái này là Hoàng sẽ tặng cho các chị nào đặt trong cái livestream này. Cái máy phun sương này thì số lượng bên em chỉ có khoảng tầm 30 máy thôi chứ không có nhiều. Cho nên chị nào muốn đặt cái serum huyết hồng sâm của Hoàng thì em sẽ tặng cho các chị một cái máy phun sương. Cái này là xài bằng pin, sạc bằng pin điện thoại ha. Các chị có cái đuôi ở sau này, các chị gắm vô đây là nó sạc giống như mình sạc pin điện thoại thôi. Đó. Và cái giá sản phẩm của nó là như thế nào? Đây, có giá niêm yết trên sản phẩm luôn ha. Các chị nhận hàng này, giá niêm yết là 550.000. Các chị thấy chưa? 550.000, nhưng mà em sẽ ưu đãi cho chị nào đang coi live trực tiếp của Hoàng ngay tại thời điểm này luôn. Hoàng sẽ chốt đúng cho 30 chị nào đặt trong cái livestream này, mình comment giúp em là số điện thoại huyết hồng sâm kèm số điện thoại, thì bên em sẽ chốt ngay với giá ưu đãi cho các chị là một một bộ của nó như thế này, bao gồm là một cái huyết hồng sâm, một củ huyết hồng sâm và một cái máy serum như thế này, thì giá của nó là bộ 300 đi, 399 ngàn ha, 399 ngàn, có nghĩa là các chị tiết kiệm được 150 ngàn. Và bên em sẽ bảo hành cho các chị trong đêm đầu tiên nhận hàng về, xài không ưng em hoàn tiền 100% cho các chị. Em nói với các chị rồi, công dụng trong này là có 100% là thành phần tự nhiên, đó là củ nhân sâm Hàn Quốc đó, và đặc biệt là có một cái thành phần, một chút xíu thành phần là mật ong trong này, để làm cho da của mình nó chống lại, nó kháng viêm cho da của mình. Có nhiều chị da bị hay bị nổi mụn, à da bị dị ứng này nọ, thì các chị sử dụng trong này nó có thành phần là mật ong thì nó sẽ kháng viêm cho cái da của mình, chống lại những cái vấn đề dị ứng hay là nhạy cảm là không hề có luôn nha. Công dụng của nó là đặc biệt là trị mụn nè, nám tàn nhang, và đặc biệt là khi mà cái serum này nhỏ vào da của mình thôi, em cho chị thêm một lớp nữa cho đỡ ghiền nha. Này các chị thấy chưa? Khi mà các chị cho cái serum này vào da của mình á, thì cái hàm lượng collagen của nó sản sinh ra rất rất là nhiều, cho nên nó sẽ lấp đầy những cái sẹo rỗ, lấp đầy cái lỗ chân lông to, làm cho cái lỗ chân lông của mình nó thu nhỏ lại nè, những cái sẹo rỗ sẽ được dần dần khắc phục nè, và những cái đốm nâu, đốm nám, đốm tàn nhang trên da mặt của mình sẽ sáng dần sáng dần sáng lần. Không phải em nói với các chị ờ chị ơi mình mua về mình xài một lần là nó đẹp đâu nha, nhưng mà cái này xài được 4 tháng mà giá là 399 ngàn thì cho là 400 ngàn đi, 400 ngàn mà 4 tháng thì tính ra một tháng các chị bỏ ra có 100 ngàn thôi, mà một ngày các chị xài một tháng là 30 ngày, tính ra ngày các chị xài bao nhiêu, các chị tính giúp em đi, quá là rẻ luôn. Một ngày là chỉ có là một tháng là có 100 ngàn đúng không, một ngày có 2 ngàn thôi, một ngày 2 tới 3 ngàn thôi, mà da của mình này các chị nhìn thấy cái serum của em chưa, các chị thấy serum của em nó chảy nè, nó chảy mà nó đặc xịt xình xịt luôn đó, xong mình thoa lên là nó thẩm thấu và nó rút vào da của mình luôn. Nãy là em thoa một lớp cho các chị rồi đó, rồi ha, em chốt trong cái like này là chỉ có 30 máy thôi. Chị nào đặt hàng comment giúp em là huyết hồng sâm serum nha, serum huyết hồng sâm kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cho các chị và dòng sản phẩm của Kim Hoàng đây, thương hiệu KH của Kim Hoàng
Các chị thấy chưa? Ca hát này, thương hiệu của ca hát Kim Hoàng đã lọt vào top 10 thương hiệu mạnh của đất Việt và đã được Bộ Y tế chứng nhận và kiểm định cho mình luôn. Và bên cạnh đó là được bộ chứng nhận của Bộ Y tế, được truyền hình trực tiếp trên HTV1 và HTV9, cho nên các chị yên tâm nha, thương hiệu của ca hát này. Đó, các chị thấy chưa? Một lần mất tín là vạn lần mất tin, nhưng mà một khi mua hàng của Kim Hoàng rồi thì sao? Trăm lời quảng cáo không bằng một lần rỉ tai. Nếu như mà các chị đã mua được cái hồng sâm, cái huyết hồng sâm của nhà em rồi thì bảo đảm với các chị là chết mê chết mệt và còn giới thiệu cho bạn bè và người thân nữa. Và em lưu ý nè, máy này thì em chỉ có 30 máy thôi em tặng nha các chị ơi, tặng cho các chị sử dụng, chị nào ưu đãi đặt hàng sớm để em lấy vía bán hàng nhanh thì các chị nhanh tay giúp em nha. Đó, tôi nói nó xài một đêm thôi, sáng ngủ dậy là thấy da giống như da mình được hồi sinh một cách hoàn toàn, giống như cái cây mà nó chích khô chích héo mà mình tưới nước vào, mình bón phân vào là trời ơi nó vươn cành, nó xanh tươi mơn mởn, thì cái da mình cũng vậy. Tại vì cái này là các chị thoa vào là cái da mình nó sẽ hấp thụ tròn vẹn những cái dưỡng chất thiết yếu, thứ nhất là collagen, thứ hai là tinh chất hồng sâm, thứ ba là tinh chất vàng 24K, nó thẩm thấu vào từng nang lông, từng cái tế bào của da của mình và nó hồi sinh cho cái da của mình. Sau một đêm các chị xài không thích, các chị liên hệ em hoàn tiền 100% cho các chị, em lấy danh dự của Kim Hoàng. Kim Hoàng là tổng giám đốc của Kim Hoàng luôn, thì là người đứng đầu và là người lấy danh dự mình ra, bảo đảm nói điêu nói xạo mất lòng với các chị luôn. Đó, thì em xin phép sẽ kết thúc tại đây, tại vì em không có máy nhiều, em nói nhiều thì máy nó sẽ ít. Cho nên những cái chị đẹp nào có số điện thoại, bên em sẽ tư vấn chốt đơn cho các chị. Có số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha. Và giá niêm yết của nó là 550.000, em giảm còn có 399.000 thôi. Số 9 là lấy lọc đó, lấy lọc làm ăn đó các chị, cho nên em không có nói xạo được ha. Chỉ có 30 máy thôi, tặng kèm cho các chị. Và giá của sản phẩm bên em là bao nhiêu? 399.000, tặng kèm một cái máy phun xương, xài 4 tháng, một ngày xài có 2.000 thôi. Mà da nhìn nè, các chị thấy chưa? Nãy em thoa cho các chị một lớp rồi, bây giờ nè, nó căng bóng cái da mặt của mình luôn. Các chị thấy chưa? Da có độ đàn hồi sẵn luôn. À, nhìn vào là da của mình là giống như da mình nó đang đi tiêm tiêm collagen vào da của mình vậy đó. Bây giờ mình không cần nữa. Và cũng mà đồng thời làm mưa làm gió thì đây, nãy có chị nào hỏi em là cái chai sữa tắm, thì sữa tắm vàng của em là đây nha. Sữa tắm vàng này có giá là 700.000. À, thơm dai cực kỳ, xài 24 tiếng đồng hồ luôn á. Tắm xong là nó sạch, sạch tưng, vừa sạch vừa thơm vừa trắng. Đây là cái sữa tắm vàng của Hoàng, thì cái sản phẩm này Hoàng cũng không có số lượng nhiều, còn có khoảng có vài chai thôi. Thì những cái chị nào mà bữa giờ mà cứ hỏi hàng về chưa, hàng về chưa, thì hôm nay hàng về khoảng số lượng rất là ít, thì trên cái line này em sẽ ưu đãi cho các chị. Cái sữa tắm này thì em bán giá của nó là 700 ha, dung tích của nó là 350ml ha. Giá của nó là như thế này, giá của nó là một chai như thế này là 700, các chị xài cũng được 4 tháng, nó rất là to và nó rất là đậm đặc. Tất cả những cái mặt hàng của Hoàng là đậm đặc chứ không có pha tạp chất, không có lỏng lét như người ta đâu. Thì một chai như thế này, chị nào mà mua chung cái này nè, mua chung cái huyết này thì em sẽ giảm giá cho các chị còn 350.000, mua chung thì em mới giảm, còn mua lẻ là 700.000 nha. Đây, giống như bây giờ mình mua một cái chai sữa tắm này không thì giá của nó là 700.000, còn nếu như mà các chị mua chung với combo như thế này á thì em sẽ giảm cho các chị 350.000 cho các chị luôn. Đây, các chị thấy sữa của nhà em chưa? Sữa tắm của nhà em chưa? Đó, đậm đặc, ta nói là xến xình xịt luôn. Xài nguyên một cái combo cái này là thay thế kem dưỡng da luôn nha. Tắm mỗi ngày, thoa kem á thì các chị có thể làm biến, leo lên giường ngủ rồi mình quên thôi, để ngày mai mình thoa, chứ còn tắm là ngày nào mình cũng tắm hết, đúng không ạ? Thì các chị dùng cái sữa tắm vàng này nè, tắm trắng cực kỳ, tắm mỗi ngày, hôm nay tắm ít, mai tắm ít, mốt tắm ít thì hôm nay trắng ít, mốt ít ngày kia ít, trắng từ từ, da mình sẽ trắng từ đầu tới chân của mình luôn nha các chị nha. Thì chị nào mà nói luôn khỏi mất lòng nha, mua lẻ là 700.000, còn mua kèm chung như thế này thì ưu đãi còn có 350.000 thôi. Đó, trời ơi, cái serum của nhà em thiệt, em không biết một cái từ nào để em diễn tả hết, xài mình đam mê luôn. Đây, các chị thấy chưa, serum của nhà em cho các chị xem cái chất này. Mình xem cái chất của nó thôi là mình đã thấy nó đáng đồng tiền của mình bỏ ra rồi. Các chị thấy chưa, nhỏ mà nó không có xuống luôn nè, tại vì nó quá là đậm đặc, nó dẻo queo queo luôn. Đó, các chị thấy serum của nhà em chưa? Trời ơi, căng bóng mà thơm, thơm cực kỳ. Sữa tắm thì khỏi phải nói, sữa tắm thì thơm rồi, lưu hương 24 giờ rồi, như xịt nước hoa vậy đó.
Đi ra đường á, à tưởng xịt nước hoa nhưng mà không phải là do xài sữa tắm mà cứ thoang thoảng mùi hương. Rồi, chế nào mà lấy cái huyết hồng sâm serum này thì đặt hàng ngay và để lại số điện thoại, giá chỉ có là bao nhiêu? 399 ngàn thôi. Quá là bèo luôn nha.